Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ như vậy, các loài hữu tình luôn luôn có các sở đắc, nghĩa là chấp có ngã cho đến người thấy, chấp có sắc uẩn cho đến thức uẩn, chấp có nhãn xứ cho đến ý xứ, chấp có sắc xứ cho đến pháp xứ, chấp có nhãn giới cho đến ý giới, chấp có sắc giới cho đến pháp giới, chấp có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chấp có nhãn xúc cho đến ý xúc, chấp có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chấp có địa giới cho đến thức giới, chấp có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chấp có vô minh cho đến lão tử, chấp có 10 thiện nghiệp đạo, chấp có 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, chấp có 4 nhiếp pháp, chấp có các pháp thiện thù thắng khác. Vì các hữu tình, ta nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà tu các hạnh của Đại Bồ Tát. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chỉ dạy các hữu tình đoạn hẳn những kiến chấp của sở đắc ấy. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy thành tựu tâm niệm này rồi, hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, gìn giữ phương tiện thiện xảo, nếu chưa viên mãn mười lực Như Lai, cho đến 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, thì không bao giờ chứng nhập vào thắng định của chư Phật. Thiện hiện nên biết khi ấy Đại Bồ Tát mặc dù học ba môn giải thoát, xuất nhập tự tại nhưng chưa có thể chứng được thật tế, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Công đức nhân hành chưa viên mãn hoàn hảo, chưa chứng thật tế và các công đức khác, nếu đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì mới chứng đắc. Thiện hiện nên biết bấy giờ Đại Bồ Tát mặc dù tu tập chưa viên mãn các công đức khác, nhưng đối với ba môn giải thoát đã tu tập được viên mãn. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát luôn suy nghĩ các loài hữu tình luôn luôn hành các tướng, nghĩa là chấp tướng nam, chấp tướng nữ, chấp tướng sắc, chấp tướng thanh, chấp tướng hương, chấp tướng vị,